Giấc mơ Mỹ có thể nói là một trong những bộ phim điện ảnh đầu tiên khai thác về đề tài ngành y. Đây cũng là một cái đề tài rất là hiếm hoi và chưa bao giờ được khai thác trên phim điện ảnh, mà chủ yếu là ở phim truyền hình thôi. Giấc mơ Mỹ thì cũng muốn phản ánh một cách chân thực nhất về ngành y, về những người bác sĩ, về những người lương y kiêm từ mẫu, bởi vì họ đã luôn luôn cố gắng cống hiến nỗ lực để có thể làm sao cứu sống được những bệnh nhân của mình. Có thể nói một trong những điều rất là đặc biệt của Giấc mơ Mỹ đó là rất nhiều những cảnh một ở trong bộ phim này. Và giáo viên rất là may mắn khi đã được bệnh viện Vinh Mẹ hỗ trợ tất cả từ bối cảnh cho đến những cái chuyên môn và ekip mổ. Lần đầu tiên mình được bước chân vào một phòng mổ thật sự với dao kéo và tất cả những cái đồ nghề của y, thì không hiểu sao lúc ấy mình có một cái động lực mạnh mẽ và không còn cảm giác sợ gì cả. Và mình chứng kiến tất cả những cái cảnh đó ở trong phim, mình bác sĩ rất là giỏi, rất là tài năng, thì mình muốn là mình cũng phải cố gắng quan sát, theo dõi thực tế những cái công việc của những người bác sĩ thực thụ để xem họ làm như thế nào, họ tiếp xúc với bệnh nhân ra sao và cách họ cầm dao mổ như thế nào. Thì Huyền cảm thấy đây là một cái may mắn vô cùng khi mà Huyền được trải nghiệm cái cảm giác như vậy. Từ cái lúc nhận nhận kịch bản và tới ngày bắt máy là 2 tháng ít nhất, khoảng thời gian 1 tuần để Nhung vào bệnh viện. Thứ nhất là coi cái phong thái của bác sĩ người ta như thế nào, cách người ta nói chuyện với bệnh nhân, cách người ta đi đứng, cách người ta làm việc như thế nào. Để mà hoàn thành vai này thì Kyle phải nghiên cứu rất là kỹ về ngành y cũng như là việc làm bác sĩ. Sau khi Kyle xem và nghiên cứu về việc làm bác sĩ là Kyle chỉ có thể dám chắc rằng là Kyle là một người không hợp với cái công việc đó. Và có thể nói có một trong những cái cảnh quay mà rất là ấn tượng với mình liên quan đến ngành y, đó là cảnh quay ở dưới vực ở Trị An. Thì hôm đấy là cả một ngày đoàn sẽ phải phơi nắng. Đây là một cảnh quay mở đầu của phim và phải các đoàn bác sĩ phải cứu nạn trong một cái tai nạn, cái xe tải đâm vào đoàn tàu rơi xuống và đoàn bác sĩ sẽ đi máy bay trực thăng đến để cứu mọi người. Ngày hôm nay thì đoàn làm phim rất là may mắn khi mà đã có cái sự hỗ trợ chuyên môn của hai bác sĩ, đó là bác sĩ giới thiệu là bác sĩ Anthony Thuận Nguyễn và đây là bác sĩ Hồ Trung Dũng đến từ Bệnh viện Bình Dân. Và ngày hôm nay thì đoàn đã rất có một ngày cực kỳ cực khổ khi mà quay dưới một cái ánh nắng vô cùng gắt, và bây giờ chúng ta sẽ nghe cảm xúc của hai bác sĩ khi mà lần đầu tiên tham gia đoàn làm phim, xem cảm xúc là không là liệu làm diễn viên với cả làm bác sĩ khác nhau nhiều không ạ? Trong cái nghề y của mình mổ xẻ thì nó cũng vất vả rất là nhiều, nhưng mà cũng không thể nào bằng diễn viên, bởi vì họ phải làm thực địa, phải làm đi làm lại. Còn mình nếu mà mổ lại là chết. Thường thì thường rất là ngưỡng mộ các anh chị trong đoàn làm phim, các bạn làm gì quá vất vả luôn, tức là bạn nghiêm túc. Và đặc biệt là hôm nay cùng với mọi người để mà diễn tả cái cảm xúc của bác sĩ trong quá trình mà xử lý những ca cấp cứu, mà khi nào mình vui, khi nào mình buồn thế nào, thì cái đó thì mình rất là cảm thấy rất là phấn khích, mình chia sẻ. Thì thực sự là ngày hôm đó vô cùng vất vả, chúng tôi phải làm việc với dưới một cái nắng gắt khoảng độ gần 40 độ C, và thậm chí những diễn viên đóng trong vai bệnh nhân là họ ngất xỉu ngay tại chỗ, và tôi phải làm cái động tác sơ cứu như là ấn nhân trung hay là ấn huyệt để cho mọi người tỉnh. Thực sự đây là một cảnh quay rất là vất vả, và đồng rất là cảm ơn mọi người đã cùng cố gắng để có thể hoàn thành cảnh quay tốt ở trong thực tế. Rất mừng.